lại cùng nhau chia sẻ về một nhóm bệnh ung thư khác là ung thư đại trực tràng. Ung thư đại trực tràng thực tế là ung thư đại tràng và ung thư trực tràng. Hai nhóm ung thư này có một số đặc điểm về xếp loại giai đoạn cũng như là mô bệnh học khá là giống nhau nên được xếp chung với nhau và gọi chung là ung thư đại trực tràng. Trong bài chia sẻ này, mình sẽ nói về từng nhóm ung thư khác nhau. Ung thư đại tràng và ung thư trực tràng là hai nhóm ung thư khá là hay gặp của đường tiêu hóa cùng với ung thư gan và ung thư dạ dày. Về cơ cấu bệnh tật, theo Tổ chức Ghi nhận Ung thư Toàn cầu LOMOCAR 2022, hai nhóm ung thư này có tỷ lệ mắc tương đối phổ biến, đứng hàng thứ hai là ung thư phổi. Thì các bạn có thể thấy được rằng cái độ phổ biến của nhóm ung thư này, kể cả nam và kể cả nữ, đều có khả năng mắc bệnh tương đối là giống nhau. Nói về những cái triệu chứng hay gặp của ung thư đại trực tràng, thực tế là ung thư đại trực tràng nó có nhiều nhóm triệu chứng, nhưng những triệu chứng này dễ lẫn với các bệnh lý khác ở vùng bụng hay là vùng tiểu khung, cho nên là mình sẽ đi vào những cái triệu chứng hay gặp nhất. Triệu chứng đầu tiên là triệu chứng thay đổi của tình trạng đi ngoài, hay cụ thể ở đây là đi ngoài phân dẹt, có lẫn máu hay là đôi khi là có lẫn nhầy. Thì tại sao lại có lẫn nhầy máu như vậy? Thì các bạn tưởng tượng được là cái ống đại tràng là một cái ống thuôn dài, bình thường không có một cái vật cản nào đi qua, thì cái khuôn phân chúng ta rất là tròn và đều. Tuy nhiên thì chỉ cần có một cái khối nó tràn vào giữa cái phần đại tràng và phần trực tràng thì nó sẽ ép dẹp cái viên phân lại, nó tạo ra một cái khuôn phân dẹp mà các bác sĩ lâm sàng gọi là phân dẹp lá lúa. Ngoài ra thì cái việc mà khối u nó bị ma sát với lại phân gây chảy máu thì khiến cho phân nó bị dẹp và lẫn nhầy máu, máu chảy dọc theo khuôn phân, cho nên là chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc mà phân dẹp và lẫn nhầy máu là cái triệu chứng khá là điển hình của ung thư đại trực tràng. Thứ hai là cái việc đau bụng. Thực tế là đau bụng là triệu chứng cũng gặp ở ung thư đại trực tràng và cũng gặp ở các bệnh lý khác ngoài ung thư đại trực tràng, ví dụ như là ung thư gan, ung thư dạ dày, u đầu tụy hay là các cái khối u ở vùng tiểu khung như là u bàng quang, u phần thân tử cung hay cổ tử cung. Thì cái câu chuyện đau bụng nó không phải là một câu chuyện quá đặc trưng cho ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên thì cái việc đau bụng vùng hạ vị, đau bụng vùng quanh rốn rồi lan dần xuống vùng hạ vị kết hợp cùng với việc thay đổi về cái chất lượng phân như là phân dẹt và phân đi ngoài lá lúa là một trong những triệu chứng kết hợp để chẩn đoán được ung thư đại trực tràng. Ngoài ra thì ung thư đại trực tràng nó còn có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là bệnh nhân ăn uống kém, gầy sút cân, gầy sút trên 10% kg trong vòng 6 tháng và không rõ nguyên nhân, hay là đau tức vùng hậu môn hay gặp ở cái vùng khối u trực tràng 1/3 giữa dưới gần sát hậu môn. Thì đó là những cái triệu chứng chung của ung thư đại trực tràng. Còn việc chẩn đoán ung thư đại trực tràng như thế nào? Hiện tại thì việc chẩn đoán ung thư đại trực tràng chủ yếu dựa vào nội soi tiêu hóa, mà cụ thể là nội soi toàn bộ khung đại tràng kết hợp với bấm sinh thiết. Việc nội soi toàn bộ khung đại tràng kết hợp với bấm sinh thiết nó không chỉ giúp cho các bác sĩ lâm sàng xác định cái vị trí một cách tương đối của khối u mà còn xác định được đại thể của khối u sùi, loét, thâm nhiễm, nhiễm cứng hay chảy máu, từ đó sẽ đưa ra chiến lược điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Việc nội soi tiêu hóa và bấm sinh thiết chỉ góp phần chẩn đoán xác định là ung thư chứ chưa giúp các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán được giai đoạn bệnh cũng như là khả năng di căn xa. Các bác sĩ lâm sàng muốn chẩn đoán được giai đoạn bệnh và di căn xa thì sẽ cần có các phương tiện chẩn đoán cao cấp hơn, ví dụ như là PET-CT, ví dụ như là MRI ở bụng tiểu khung, ví dụ như là các vi tính ổ bụng, thì để chẩn đoán chính xác được giai đoạn bệnh, mức độ di căn xa của bệnh nhân. Cái đó là về phần chẩn đoán. Cái câu chuyện điều trị ung thư đại trực tràng như thế nào? Tại cái câu chuyện điều trị ung thư đại trực tràng thì sẽ có sự khác nhau về điều trị của ung thư đại tràng và ung thư trực tràng thì khác nhau như thế nào? Đối với lại điều trị ung thư đại tràng thì các bác sĩ lâm sàng sẽ lấy phẫu thuật làm phương pháp điều trị đầu tay. Còn đối với lại ung thư trực tràng thì các bác sĩ sẽ cố gắng bảo tồn tối đa, tức là lấy phương pháp điều trị bảo tồn làm phương pháp điều trị đầu tay. Tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Câu trả lời đến từ chức năng của đại tràng và trực tràng. Đối với lại ung thư trực tràng thì việc phẫu thuật cắt trực tràng nhiều khả năng sẽ đi cùng với việc hậu môn nhân tạo, đặc biệt là trực tràng 1/3 giữa dưới. Đó là một câu chuyện không tốt cho bệnh nhân. Việc làm hậu môn nhân tạo có thể giải quyết được triệt để khối u, tuy nhiên là để lại cho bệnh nhân một cái gánh nặng về cuộc sống, tức là giảm chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Dù các bác sĩ lâm sàng có cắt tốt đến đâu thì việc đeo một hậu môn nhân tạo bên người thì sẽ không tốt, một cái tín hiệu không tốt cho bệnh nhân và nó giảm khá là đáng kể đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Về phần của ung thư đại tràng, do chiều dài của ung thư đại tràng và khả năng cắt và khả năng bóc tách phẫu thuật, cho nên thì ung thư đại tràng nó lại lấy phẫu thuật là phương pháp điều trị đầu tay. Đi sâu vào từng loại ung thư,
đối với lại ung thư đại tràng ở giai đoạn còn phẫu thuật được, kể cả là ung thư đại tràng di căn xa. Đối với ung thư đại tràng di căn đơn hổ ở gan ở phổi thì các phẫu thuật viên sẽ tự thực hiện một phương pháp được gọi là phương pháp phẫu thuật đồng thời cắt cả khối u đại tràng và cắt cả khối di căn trong cùng một cuộc phẫu thuật nếu như sức khỏe bệnh nhân cho phép và điều kiện y tế cho phép. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân không đủ sức khỏe cũng như là phẫu thuật viên chưa đủ khả năng để bóc tách cùng lúc khối u ở đại tràng và khối u di căn ở gan hoặc phổi thì hoàn toàn có thể diễn ra thành hai cuộc phẫu thuật khác nhau. Đầu tiên phẫu thuật viên sẽ cắt bỏ cái phần khối u ở đại tràng trước, sau đó thì tùy theo sức khỏe của bệnh nhân mà cuộc phẫu thuật thứ hai sẽ diễn ra và cắt đi cái phần di căn đơn ổ ở gan hoặc là ở phổi của bệnh nhân. Sau khi mà bệnh nhân được phẫu thuật cắt khối u thì bệnh nhân sẽ được điều trị bổ trợ bằng hóa chất hoặc là liệu pháp miễn dịch. Cụ thể ở đây thì đối với ung thư đại tràng có thể điều trị bằng hóa chất bổ đôi, ví dụ như là KPOX, ví dụ như là FOLFOX, ví dụ như là FOLFIRI hoặc là hóa chất bổ ba như là FOLFOXIRI. Bệnh nhân hoàn toàn có thể được điều trị bổ trợ bằng kháng thể đơn dòng chống tăng sinh mạch là bevacizumab hay là Avastin. Đó là câu chuyện điều trị của ung thư đại tràng. Còn ung thư trực tràng ở cái giai đoạn của ung thư trực tràng theo hướng dẫn điều trị của mạng lưới ung thư quốc gia Hoa Kỳ NCCN năm 2023 thì việc điều trị tân bổ trợ toàn bộ là một phương pháp điều trị mới và mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư trực tràng. Tân bổ trợ toàn bộ tức là bệnh nhân sẽ được hóa chất và xạ trị trước khi phẫu thuật. Thứ tự của hóa chất và xạ trị là hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của bác sĩ. Có thể là hóa xạ trị đồng thời trước, sau đó là hóa chất củng cố, cũng có thể là hóa chất cảm ứng trước, sau đó là hóa xạ trị đồng thời sau, thì hoàn toàn là phụ thuộc vào sự lựa chọn cũng như là điều kiện sức khỏe của bệnh nhân. Phương pháp tân bổ trợ toàn bộ này mang lại khá nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Đầu tiên là giúp cho bệnh nhân thu nhỏ được cái diện khối u. Thứ hai là bệnh nhân có thể kiểm soát được tình trạng di căn xa. Hai việc này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một cách triệt để cũng như là hiệu quả của khối u trực tràng. Sau khi mà phẫu thuật thì bệnh nhân cũng sẽ được bổ trợ bằng hóa chất hoặc là kháng thể đơn dòng bevacizumab. Có một cái xét nghiệm mà các bạn có thể được các bác sĩ ung thư tư vấn là xét nghiệm mức ổn định vi vệ tinh hay xét nghiệm MSI. Thì đây là một cái xét nghiệm được chỉ định để dùng được thuốc đích. Thì đây là một xét nghiệm khá là chuyên sâu đối với lại ung thư, chuyên ngành ung thư. Tuy nhiên thì có thể nói một cách dễ hiểu là trong cơ thể của chúng ta có một cái gen nó sửa chữa những cái khối u, và người ta thấy được rằng là cái vùng vệ tinh của cái gen này khi mà diễn ra một cách bất thường thì nó sẽ tăng nguy cơ bị ung thư đại tràng và trực tràng, đặc biệt là các khối u ở bên đại tràng phải nè, đại tràng sigma nè, khối u có thâm nhiễm bạch cầu nè, hay là khối u có nang bạch huyết trong u thì là nguy cơ cao là có mất ổn định vi vệ tinh, và những bệnh nhân này có thể sử dụng được thuốc đích trong điều trị bổ trợ sau phẫu thuật đối với ung thư đại tràng và ung thư trực tràng. Đó là câu chuyện điều trị ung thư đại trực tràng. Tiếp theo là cái câu chuyện tiên lượng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Thực tế là ung thư đại trực tràng là một nhóm ung thư có tiên lượng tương đối tốt nếu như mà bệnh nhân được điều trị bài bản và đúng cách. Tiên lượng sống thêm của ung thư đại trực tràng trên 5 năm đối với giai đoạn 1 và giai đoạn 2 có thể lên đến 80 đến 90%. Đó là câu chuyện rất là khả quan cho các bệnh nhân ung thư đại trực tràng, kể cả là giai đoạn di căn nếu như mà bệnh nhân có đáp ứng tốt với hóa chất và thuốc kháng tăng sinh mạch, từ tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân cũng đạt từ 30 đến 40%. Ở giai đoạn muộn thì không kể là ung thư đại trực tràng, bất kỳ ung thư nào tiến tới giai đoạn di căn xa hoặc là tái tiến triển thì đều không tốt cho bệnh nhân và tiên lượng sống thêm tương đối kém. Câu chuyện tiếp theo, phần tiếp theo là những bệnh nhân nào có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Ung thư đại trực tràng là một nhóm bệnh có khả năng di truyền. 20% các bệnh nhân ung thư đại trực tràng di truyền từ bố hoặc mẹ. Có nghĩa là nếu như mà trong gia đình của chúng ta có anh chị, ông bà, bố mẹ mắc bệnh ung thư đại trực tràng thì khoảng 20% chúng ta có thể nhận cái gen mang bệnh từ người nhà từ bố hoặc mẹ của chúng ta. Thì những cái bệnh nhân mà bố mẹ mắc ung thư đại trực tràng thì các bác sĩ cũng khuyên là nên tầm soát ung thư sớm, cụ thể là sau năm 30 tuổi. Thực tế là nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta hoàn toàn có thể tầm soát ung thư trước năm 30 tuổi, là một câu chuyện rất là tốt. Thứ hai là những bệnh nhân có vấn đề về viêm đại tràng mãn tính, tình trạng viêm tái đi tái lại nhiều lần
thì cái khả năng bị ung thư đại trực tràng nó cũng sẽ gia tăng. Và cuối cùng là những bệnh nhân mắc những cái hội chứng di truyền hoặc là những cái hội chứng bệnh lý, ví dụ như là bệnh đa polyp đại tràng, có nghĩa là trên 6 polyp và polyp không cuốn, hoặc là bệnh nhân mắc bệnh Crohn. Bệnh Crohn là một cái bệnh viêm đại tràng mãn tính, tình trạng viêm nó đi cùng với tình trạng xuất tiết, cho nên những bệnh nhân mắc bệnh đa polyp hay là viêm đại tràng mãn tính hay là bệnh Crohn rất cần thiết nên đi tầm soát ung thư sớm. Thì chúng ta có thể dự phòng ung thư đại trực tràng được không? Thực ra là ung thư thì các bạn đã biết là có hai nhóm nguyên nhân chính là nhóm nguyên nhân ngoại cảnh và nhóm nguyên nhân nội tại. Thì nếu như mà là vì gen, tất nhiên chúng ta không thể nào sửa chữa hay là phòng ngừa được rồi. Một khi cái gen nó bất thường thì cái tình trạng ung thư đại trực tràng diễn ra là vô cùng bình thường. Còn lại thì chúng ta có thể dự phòng một cách tương đối ung thư đại trực tràng bằng ba phương pháp. Thứ nhất á, là chúng ta có một cái chế độ ăn uống khoa học, ăn uống đủ rau. Bác sĩ nhấn mạnh là đủ rau chứ không phải là nhiều rau, bởi vì là cái gì cũng vậy, nhiều quá cũng không tốt. Một ngày chúng ta cần 300 tới 500 gram rau là vừa đủ để hỗ trợ tiêu hóa. Thứ hai là nếu đã biết trong gia đình của chúng ta có người bị mắc ung thư đại trực tràng thì nên tầm soát ung thư sớm. Và thứ ba là khám sức khỏe định kỳ hàng năm hoặc là hàng quý, tốt nhất là 6 tháng một lần đối với lại những bệnh nhân mà mình tự nhận thấy được rằng là đại trực tràng mình có vấn đề. Cô hỏi thì cũng hay nhận được là có nên làm các mắc cơ ung thư thường xuyên không? Ví dụ như là hiện tại các bạn có thể thấy được cái mắc cơ CEA là cái mắc cơ mà hay nằm trong cái bộ ung thư tiêu bộ mắc cơ ung thư tiêu hóa mà các bác sĩ hay chỉ định cho bệnh nhân. Thì cái việc mà làm xét nghiệm mắc cơ một cách vô tội vạ, tức là mình không có một cái triệu chứng gì, cũng không có một cái yếu tố nguy cơ gì để làm cái xét nghiệm tầm soát ung thư, thì nó cũng là một cái hành động vô tội vô phạt. Tuy nhiên thì bác sĩ không khuyến khích, có nghĩa là mình phải nắm được sức khỏe của mình để mình tầm soát cũng như là có những cái xét nghiệm phù hợp. Cho nên là toàn bộ phần chia sẻ của bác sĩ về ung thư đại trực tràng. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này và mong các bạn sẽ đồng hành cùng bác sĩ ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.